Mở đầu phim là cảnh The Flash của chúng ta đang khép cơ mông gồng Credit, chạy hỏa tốc đến một bệnh viện nơi này đang bị sạt lở nghiêm trọng. Vì quá nhiều người cần cứu nên anh nhờ người rơi giúp đỡ. Nhưng hiện tại Batman đang ngăn cản một đám khủng bố. Chúng đột nhập phòng thí nghiệm thành phố Gotham và đánh cắp một loại virus cực kỳ nguy hiểm. Anh đang đuổi theo chúng qua từng con đường ngõ hẻm của thành phố. Dưới sự giúp đỡ của trợ lý Alfred, Flash nhanh chóng tìm được nguyên nhân vụ thảm họa. Đó là do khí ga và đường ống nước bị vỡ trong tầng hầm. Anh nhanh y sửa chữa sự cố lập tức. Bên này Batman bắn ra một quả cầu sắt về phía trước. Nó nhanh chóng biến thành một giải đinh để ngăn đám tội phạm. Nhưng chúng nhanh trí drift 90 độ né bẫy. Sau đó xả đạn về phía anh nhưng không xi nhê gì. Vì anh tôi toàn dùng hàng xịn rồi đáp trả lại. Cảnh sát cũng tới giúp sức nhưng vài giây sau thì cũng bị bắn tả tơi. Khiến xe lộn mèo trên trời 77 vòng rồi lăn thêm 49 vòng dưới đất. Vì hoạt động liên tục nên Flash nhanh chóng đói bụng cạn nhiên liệu. Toàn bộ phần trước của bệnh viện sụp đổ. Từ đó phụ tá và các trẻ nhỏ rơi ra ngoài. Anh vội chạy hết tốc độ, lợi dụng các vật cản để trợ lực bay lên. Đồng hồ trên tay thông báo anh đã cạn năng lượng. Hướng kia các vật sắc nhọn sắp đâm vào những đứa nhỏ. Anh đấm vào lò vi sóng ăn vội ăn vàng để nạp thêm năng lượng. Rồi lấy một cái lò để đựng một đứa bé. Xếp các bé thành một hàng thẳng, bay xuống lấy một chiếc giường thật dài để đỡ. Cứ thế mà anh cứu được toàn bộ các bé nhỏ. Và cộng thêm cả cô phụ tá rồi chạy cong đít khỏi vụ sụp lún. Cuối cùng thì mọi người đều đã an toàn. Bên này bọn tội phạm bắn lật một chiếc xe bồn. Sau đó bắn vào khoang xăng để kích nổ nhằm ngăn cản Batman. Anh bay với bộ đồ xịn sò rồi bắn dây móc vào xe bọn chúng. Batman bám theo sau xe rồi nhảy lên nóc đá được một tên bay xuống. Tiếp tục vào trong xử lý đám còn lại. Tên lái xe thà nhảy xuống còn hơn là ăn đấm của người rơi. Chiếc xe mất lái rơi xuống sông. Batman bắn dây móc giữ họ lơ lửng giữa cầu. Người đàn ông bên dưới sắp tuột tay, còn vũ khí sinh học nếu chạm nước cũng sẽ phát nổ. Vào phút nguy cấp một sợi dây màu vàng kéo được hai người. Xin lỗi tôi đến muộn. Ôi khuôn mặt này khiến con tim anh em dạo rực. Batman đang định cảm ơn đối phương, lại quên dây thòng lọng sự thật đang cuốn trên tay. Vừa giàu vừa đẹp trai, nhưng Batman vẫn bị luống cuống trước sự xinh đẹp này. Chào hỏi nhau vài câu rồi Wonder Woman cũng bay đi luôn. Flash tên thật là Barry, nhưng dù cho là người đàn ông nhanh nhất thế giới, thì Barry vẫn đi làm muộn như người bình thường. Anh phải nhẫn nhịn trước sự lăng mạ của cấp trên và sự chế nhạo của đồng nghiệp. Là một nhà giám định pháp y, anh vẫn luôn muốn lật lại vụ án của cha mình. Hóa ra hồi anh còn nhỏ, mẹ anh chết thảm trong nhà. Người cha vô tội biến thành hung thủ. Những năm nay Barry vẫn luôn điều tra chứng cứ vắng mặt tại hiện trường cho cha mình. Nhưng ngày mai là phiên xét xử cuối cùng mà anh vẫn chưa tìm ra được gì. Quay về nhà, Barry nhận được một đĩa CD. Bên trong có một video quay lại cảnh bố anh đang mua tương cà ở trong siêu thị vào ngày vụ án xảy ra. Video có vẻ mờ nhưng đã được phục chế bằng kỹ thuật. Nhưng trong video cha Barry đội mũ và không hề ngẩng đầu. Vậy nên không thể làm chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Tia hy vọng cuối cùng đã tắt, cha Barry ở trong tù gọi điện cho anh, dặn dò phải sống thật tốt. Barry tuyệt vọng liền dùng siêu năng lực của mình để giải sầu. Nhưng khi tốc độ ngày càng nhanh, Flash đã xông vào một khu vực thần bí. Tiếp đến một quả cầu màu đỏ bao trùm Flash. Anh cố gắng chạy ngược trở lại nhưng không được. Và chuyện xảy ra sáng nay đã xuất hiện trước mặt. Barry dừng chân lại rồi mọi thứ cũng dừng lại theo. Anh cẩn thận thò đầu ra phát hiện đầu của mình đang ở trong một không gian khác. Tối hôm đó, Barry liền nói tin mình có thể xuyên không cho Batman nghe. Đó có thể là cơ hội cứu được cha anh. Nhưng người rơi cảnh cáo anh không được tùy tiện chơi đùa với thời gian. Tiếp xúc với người trong quá khứ sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm. Thậm chí cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Khuyên xong Batman lái con xe siêu ngầu rời khỏi đây. Trong khi Barry còn đang tuyệt vọng tự dưng một cô gái đột nhiên xuất hiện. Chính là người bạn học Iris đã lâu không gặp, cùng từng là cờ rút của Barry thời học sinh. Giờ cô ta đã trở thành một phóng viên, nhưng đến tìm vào lúc này chắc là moi tin của cha anh để giật tít mà thôi. Nhưng Barry vẫn đặc biệt dành ra một giây để thu dọn nhà cửa. Trong này gọn gàng hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi là người rất gọn gàng. Iris rất hứng thú với công việc của Barry, còn trêu anh rằng làm pháp y để cố gắng sửa chữa sự thất bại của hệ thống tư pháp. Nhưng nói được một hồi, Barry đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Vì hôm trước mẹ cậu quên mua tương cà, bảo bố cậu chạy đi mua nên mới xảy ra bi kịch. Nếu quay về quá khứ đặt một chai tương cà vào trong giỏ hàng, như vậy vừa không tiếp xúc với người trong quá khứ, toàn bộ sơ hở trong quá trình cũng được sửa lại. Barry nhanh chóng dùng siêu thần tốc của mình vào đường hầm đa vũ trụ. Các sự kiện lớn trong vũ trụ DCI hiện lên hàng loạt. Cuối cùng Barry dừng chân đặt một chai tương cà vào giỏ hàng của mẹ, rồi nhanh chóng quay lại đường hầm đa vũ trụ. Quả nhiên lịch sử đã thay đổi, bi kịch không hề xảy ra.
Vào lúc Barry còn đang vui mừng, trong dòng thời gian đột nhiên xuất hiện một bóng người màu tím. Chưa đợi Barry kịp phản ứng, đối phương đã xông đến đấm một cú khiến anh văng ra khỏi dòng thời gian. Trong dòng thời gian này, người mẹ đã chết từ lâu của anh xuất hiện trước mặt. Có lẽ đã thay đổi kiểu tóc, mẹ anh không hề nghi ngờ về cậu con trai đã lớn hơn tuổi này. Barry nhanh chóng tận hưởng cảnh đoàn tụ đã mong mỏi từ lâu này. Nhưng chính vào lúc này, Barry phát hiện bản thân ở dòng thời gian này đã về nhà. Để tiện phân biệt, Quinn sẽ gọi cậu 18 tuổi là Peter. Nhìn ánh mắt ngu ngơ của bản thân lúc 18 tuổi, Barry giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Peter nghe, nhưng cậu ta chỉ có hứng thú với siêu năng lực. Barry bất lực tung một cú đấm ngất Peter để cậu ta quên đi chuyện này. Nhưng chính vào lúc tiếng sấm bên ngoài khiến anh nhớ ra hôm nay là ngày anh có siêu năng lực thần tốc. Nếu như chuyện này không xảy ra, vậy thì mọi chuyện sau đó sẽ không có. Thay đổi thời không có thể khiến vũ trụ hủy diệt. Thế là hai người đến phòng thí nghiệm ở Gotham. Bằng siêu năng lực của mình, Barry bế Peter dễ dàng lẻn được vào phòng thí nghiệm. Nhìn khung cảnh quen thuộc, Barry ấn Peter xuống ghế chuẩn bị chào đón tia chớp và phản ứng hóa học. Nhưng nghe được là phải bị sét đánh, Peter không chịu liền đứng dậy thì. Thấy vết thương của đối phương nhanh chóng hồi phục, cuối cùng Barry cũng yên tâm. Sau khi dính lại chiếc răng cửa bị gãy, hai người dìu dắt nhau nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng năng lực xuyên tường của Barry đã biến mất. Kết quả sau mấy lần thử đều thất bại, anh tạo dáng thật ngầu rồi quay về nhà bằng căng hải. Biết bản thân đã có siêu năng lực, Peter lập tức xông ra khỏi nhà. Nhưng cậu không hề nhận ra quần áo trên người đang bốc cháy. Khi anh trở về thì đã không còn mảnh vải che thân. Tiếp theo, Barry liền dạy Peter cách dùng siêu năng lực xuyên tường. Hôm sau, Barry đưa cho Peter mượn chiếc nhẫn, bên trong có bộ giáp đỏ của mình. Chính vào lúc này, phía xa vang lên tiếng ồn ào. Hai người lần theo đám đông đến một cửa hàng, phát hiện trên TV là hình ảnh tướng Zod. Hắn ta đang đến để ép loài người giao nộp Superman. Lịch sử lần nữa tái diễn khác với lần trước, một điều là trong thế giới này Superman không hề tồn tại. Barry đã đến ký túc xá của Peter, tìm manh mối của Superman trên mạng. Nhưng Victor Stone đã trở thành một cầu thủ bóng bầu dục, chứ không biến thành người máy. Wonder Woman biến thành một diễn viên trong đoàn xiếc. Aquaman thì thảm hơn, bố anh không hề gặp được Hoàng hậu Atlantis. Lúc này Barry mới hiểu ra, bản thân xuyên không về quá khứ cứu mẹ đã gây ra hiệu ứng cánh bướm nghiêm trọng như vậy. Khi anh tưởng rằng thế giới này không có Superman, một người nói rằng còn có Batman mà. Nghe vậy Barry vội vàng xuất phát đi, nhưng nơi này đã thành bãi hoang tàn, một sự cảm không lành rơi lên trong lòng Barry. Quả nhiên hai người vào bên trong mà không thấy một bóng người, nhưng trong bếp đang đun nước luộc mì ý. Khi Barry còn đang thắc mắc tại sao Batman lại trốn mình, thì đột nhiên người đàn ông xuất hiện phía sau hai người. Peter vì có siêu năng lực nên dễ dàng đỡ được tất cả đòn của ông ta. Còn Barry thì ăn một chày, bonus thêm thưởng thức mùi chuối của ông ta nữa. Không bỏ cuộc, ông ta cầm chổi lao về phía Peter. Kết quả là đâm đầu vào thùng hoa quả. Nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương, Barry nhận ra khuôn mặt lạ lẫm này không phải là thứ anh cần tìm. Nhưng rõ ràng ông ta là Brooke của thế giới này. Sau khi Barry giải thích ngoại ngành mọi chuyện, Brooke đã dùng mì ý giải thích thắc mắc của anh. Hóa ra quay về quá khứ sẽ xảy ra hai dòng thời gian chéo nhau. Siêu thị đó chính là giao điểm của hai dòng thời gian. Cũng có nghĩa là hành động của Barry không những thay đổi tương lai mà còn thay đổi cả quá khứ. Vậy nên thế giới này không có Superman, còn Batman cao to đẹp trai cũng trở thành ông già này. Nhưng Brooke không chịu giúp, thành phố Gotham đã không còn tội phạm. Batman cũng đã nghỉ hưu nhiều năm. Bất đắc dĩ, Barry đành dẫn Peter đến động người rơi. Nơi này đã bỏ hoang rất lâu rồi, đến cả xe ô tô cũng là tạo hình của lỗ sĩ từ nhiều năm trước. Mục đích Barry vào đây chính là lợi dụng máy tính cổ để tìm kiếm toàn bộ vật thể không xác định xông vào tầng khí quyển trong 30 năm nay. Nhưng cho đến đêm khuya vẫn không tìm được gì. Nhìn ánh sáng màu hồng lập lòe trên camera, Barry biết rằng Brooke vẫn đang theo dõi mình. Anh không che giấu nữa, nói thật rằng bản thân vì cứu mẹ nên mới thay đổi lịch sử. Tuy bề ngoài Brooke không hề quan tâm, nhưng một người cũng mất bố mẹ như ông ta hiểu rõ nỗi đau này nhất. Thế là Brooke mở cánh cửa bí mật đã đóng kín nhiều năm. Và cuối cùng Batman đã quay trở lại. Sáng sớm hôm sau, Barry tỉnh dậy thấy trên bàn có thêm một tập hồ sơ. Hóa ra Superman không hề rơi xuống Kansas mà bị nhốt ở một nơi bí mật ở Siberia. Vào lúc hai người còn phân vân không biết làm sao để đến Nga, thì một phi thuyền khổng lồ hình rơi xuất hiện rồi chậm chậm hạ cánh. Có phương tiện đi lại rất nhanh, cả ba đã đến Siberia. Kiểm tra xong địa hình của pháo đài, Peter liền chạy mất dép. Còn Barry lại không hề biết người ở thế giới này không thích bế kiểu công chúa. Ba người vốn định lành vào trong pháo đài, âm thầm cứu Superman.
nhưng Peter vụn về lại gây ra tiếng động. Lập tức chuông cảnh báo trong pháo đài vang lên. Peter không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết ôm theo Barry nhé đạn. Vào lúc nguy cấp nhất, Batman dùng áo choàng chống lại cơn mưa đạn. Chỉ bằng vài chiêu đã tiêu diệt toàn bộ lính canh. Tiếp đến nơi sâu nhất trong pháo đài, Superman bị nhốt trong quả cầu khổng lồ trước mặt. Batman móc điện thoại Nokia ra bắt đầu phá khóa. Tôi đã thử mọi tổ hợp mã sau khi vào trong quả cầu. Ba người không hề thấy bóng dáng của Superman. Chỉ thấy một cô gái gầy gò còn mỗi da bọc xương. Ba người bất lực vốn đến cũng đến rồi đành đưa cô gái đi. Nhưng một giây sau, chính vào lúc này, một viên đạn bắn xuyên qua đầu gối của Peter. Nhất thời súng đạn vang lên, Batman lại lần nữa chắn đạn cho cả team. Rồi ném một quả bom khói rồi nhân cơ hội rời khỏi đây. Đến cầu thang, Batman lắp bom bên dưới đáy rồi móc thước ra tính trọng lượng của đáy. Cộng thêm cân nặng của bốn người. Cuối cùng tính được lượng thuốc nổ cần có. Bốn người bị bắn bay ra ngoài nhờ lực đẩy của vụ nổ rồi ngã văng ra đất. Nhưng kẻ địch đã đợi sẵn ở trên này. Dù vậy, Batman không hề hoảng loạn khuyên mọi người bình tĩnh. Có được năng lượng mặt trời, Superman chút dẫn xuống những người đã nhốt mình nhiều năm. Cơ thể siêu nhân đương nhiên không thể thua súng đạn được. Rất nhanh binh lính đều bị hất văng. Còn Ken vì dùng lực quá sức cũng ngất đi. Sau khi về nhà, lúc này thành Supergirl lên sân thượng hấp thụ năng lượng mặt trời để cơ thể hồi phục. Nhưng Ken đã hoàn toàn thất vọng về con người, họ đã bắt giam cô suốt bao nhiêu năm. Thí nghiệm cô hết lần này đến lần khác. Ken quyết không chịu chiến đấu với tướng Zod rồi quay người rời đi. Mất đi thẻ bài cuối cùng, giờ chỉ còn cách dựa vào chính mình. Barry lấy một tờ giấy viết đầy công thức hóa học ra muốn lấy lại siêu năng lực của mình. Batman tưởng rằng anh muốn dùng siêu thần tốc để thoát khỏi thế giới này. Nhưng Barry lại nói đây là thế giới duy nhất mà mẹ anh còn sống. Anh có chết cũng phải bảo vệ nơi này. Rất nhanh Barry ngồi lên một cái ghế điện, Batman dập cầu dao. Một tia chớp lóe đến, chất hóa học lập tức vỡ tan. Barry thì bị sét đánh cho xì khói đầu, nhưng anh không hề cảm nhận được năng lượng trong người. Thế là phải lại thêm lần nữa. Batman đành phải dập cầu dao lần nữa. Nhưng vụ nổ vừa rồi đã khiến thiết bị hỏng. Vào lúc mọi người còn không biết làm sao thì một bóng người xuất hiện ở phía xa. Ken bé Barry lên rồi bay thẳng vào tầng mây đen. Một tia chớp không thể chất lượng hơn đánh trúng hai người. Chớp mắt, Ken bế Barry đang bốc hơi thịt nướng quay về hang động. Peter nhìn thấy người anh em cùng cha cùng mẹ khác tuổi này bất động thì vô cùng tuyệt vọng. Nhưng khi họ nắm tay nhau, một tia sét xoẹt qua. Lúc này vết thương của Barry nhanh chóng hồi phục. Rõ ràng người hùng tia chớp đã quay trở lại. Nhưng áo giáp của người hùng tia chớp chỉ có một. Thế là Peter dùng áo giáp của Batman tự chế lại áo giáp mới cho mình. Ken chứng kiến cảnh tướng Zod phá hủy nền văn minh con người. Cô ta không mong muốn trái đất biến thành Krypton thứ hai nên đã quyết định gia nhập vào nhóm giải cứu thế giới. Rất nhanh, Batman đã dẫn mọi người đến chiến trường. Vừa đến nơi đã gặp ngay một quả tên lửa. Nhưng Supergirl đã chọn cách đâm thẳng để giải quyết vấn đề. Cuối cùng thì cả nhóm hạ cánh an toàn. Trên trời dưới đất cũng vô cùng tàn khốc. Vũ khí của con người không khác gì trứng chọi đá. Không thể gây sát thương cho người Krypton. Barry nói với Peter dù cho là anh cũng không thể giết hại người Krypton. Vậy nên phải cố gắng ngăn chặn tấn công của họ. Rồi hai người cùng xuất phát, Peter không hề thuận lợi, cậu ta không ngờ tốc độ của người Krypton lại nhanh như vậy. May thay Barry xuất hiện kịp thời giải vây cho cậu ta. Tiếp theo Barry xoay vòng vòng trên cao, tạo một cơn lốc xoáy khóa kẻ địch ở trong. Rồi song phi kết hợp đá bay hắn đi. Lúc này trên người Peter toàn điện, bộ giáp trên người cậu ta không thể hấp thụ được lượng điện tạo. Quá hoảng loạn, cậu phóng hết điện trong người ra, vô tình phát hiện uy lực cực lớn. Thêm một chiêu thức mới, hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Ở bên này, Supergirl gặp được tướng Zod và biết được một sự thật kinh hoàng. Hóa ra năm đó Kal-El bị bố mẹ đưa đến trái đất. Trong máu đã hấp thụ toàn bộ tinh hoa của người Krypton. Tướng Zod muốn dùng anh để biến trái đất thành Krypton thứ hai nên đã cướp phi thuyền của Kal-El. Nhưng dù cho hút sạch máu của Kal-El cũng không lấy được DNA. Rõ ràng thứ mà hắn muốn đang ở trong người Ken. Biết tin anh trai đã chết, Ken không kìm được lửa giận trong lòng. Bắn tia laser bằng mắt khiến tướng Zod lùi ra sau. Tiếp đến là những cơn mưa cú đấm. Rất nhanh đã đánh cho hắn in hình lên kim loại. Nhưng khi cô ta bước đến để dừng chương trình cải tạo trái đất thì bị xiên que. Tiếp theo Zod lấy ra một cỗ máy cắm kim vào trong người Ken và bắt đầu hút DNA của cô. Ở bên này Batman bắn vài quả tên lửa vào phi thuyền. Nhưng không thể nào phá vỡ phòng tuyến bảo vệ của nó. Ngược lại còn bị gậy ông đập lưng ông. Vận mệnh của trái đất đang gặp nguy hiểm, Batman không còn do dự nữa. Tăng hết tốc lực, không màng ngăn cản của Barry lao thẳng về phía phi thuyền. Nhưng khi khói bụi tan đi,
phi thuyền vẫn không hề hấn gì. Thấy Batman và Supergirl đều đã tử trận, Peter nhanh chóng quay về muốn thay đổi mọi chuyện. Rất nhanh hai người đã đến vùng thời gian, hai người quay về mốc thời gian trước đó. Peter song về phía tướng Zod, cậu ta ngày càng tăng tốc, biến thành một vòi dòng bao trùm Zod bên trong. Ken cũng nhân cơ hội tấn công khiến cho hắn không kịp trở tay. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hai người quá kém. Zod nhắm chuẩn thời cơ hất Ken ngã xuống đất. Tuy đã quay trở về quá khứ, nhưng Peter vẫn không thể thay đổi được mọi chuyện. Chính vào lúc này thuộc hạ của Zod giữ chặt hai người, Barry đột nhiên quay người dưới đi. Anh ném găng tay đi rồi quay đầu lại, lực điện của hai người khiến hắn ta nổ tung. Không màng cơn đau, Peter lần nữa tăng tốc đến vùng thời gian. Nhưng bất luận cậu ta có cố gắng thế nào, quay lại quá khứ hết lần này đến lần khác vẫn không thể thay đổi được gì. Cái kết còn làm Ken bị giết, ngược lại bản thân còn thương tích bầm dập. Cuối cùng Barry ngăn Peter lại. Anh hiểu rằng hôm nay trái đất hủy diệt đã được định sẵn. Chỉ có quay về quá khứ, sửa lại lỗi lầm của cậu ta. Nhưng điều này có nghĩa là mẹ anh sẽ chết lần nữa. Peter đương nhiên sẽ không trông mắt đứng hình mẹ mình bị làm sao cả. Không màng Barry ngăn cản lại xông vào dòng thời gian. Nhưng khi Barry định đuổi theo thì quỷ tím xuất hiện. Chính vào lúc này Peter cũng quay trở lại, thấy Barry gặp nguy hiểm. Cậu ta không hề do dự xông ra giúp đỡ. Nhưng khi mặt nạ của đối phương vỡ vụn, họ kinh ngạc phát hiện quái vật trước mắt chính là bản thân họ khi về già. Để cứu mẹ của mình, không ai biết ông ta đã ở trong dòng thời gian bao lâu. Chính vào lúc này, do cố ý thay đổi dòng thời gian, nhiều vũ trụ đa nguyên bắt đầu sụp đổ, vô số thế giới song song xảy ra va chạm và diệt vong. Trong đó có cả thế giới của Superman và người hùng tia chớp mà chúng ta đã biết. Thậm chí còn có cả Superman trong phiên bản Nikola. Quái vật liền giải thích sự tồn tại của Barry trở thành một nghịch lý thời gian. Ông ta đẩy Barry ra khỏi vùng thời gian xảy ra những chuyện về sau. Nên chính Barry đã tạo ra ông ta. Hơn nữa bất luận ông ta có cố gắng thế nào, cái kết vẫn sẽ là Barry quay về quá khứ bù đắp lỗi lầm mình đã phạm phải. Và cái kết là mẹ anh lại ra đi. Vậy nên chỉ có tiêu diệt Barry mới có thể thật sự thay đổi lịch sử. Peter tắt thở, quái vật cũng tan biến giữa các thế giới song song ngừng va chạm. Barry nén nỗi đau trong lòng, điều khiển thời gian quay trở lại siêu thị cũng chính là nơi bắt đầu mọi chuyện. Sau khi cải trang bản thân, Barry lấy hết dũng khí đi đến trước mặt mẹ. Nhìn mẹ mà không kìm được nước mắt. Người mẹ lương thiện ôm cậu vào lòng an ủi, dù cho trong lòng không nỡ. Barry vẫn cầm chai tương cà đặt trở lại giá hàng. Cuối cùng Barry quay trở về thế giới hiện thực và đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày xét xử của cha. Chỉ thấy cậu ta hớt ha hớt hải chạy đến tòa án, phiên tòa đã đến hồi kết. Điều kỳ lạ là đoạn video vốn không thể đưa ra làm bằng chứng đã quay lại rõ khuôn mặt của cha anh. Có chứng minh vắng mặt tại hiện trường, cha anh đã thoát tội. Hóa ra Barry đã không kìm được đổi vị trí của tương cà lên giá hàng cao nhất để camera quay được mặt cha, nhưng điều này không gây ra hiệu ứng cánh bướm. Chính vào lúc này điện thoại vang lên là Brooke gọi đến. Nghe thấy giọng nói của đối phương, Barry vô cùng vui mừng. Còn chưa đợi anh kể chuyện mình đã trải qua, một con xe hạng sang đã dừng lại ở bên đường. Brooke từ trong xe bước xuống, nhưng khi nhìn thấy mặt của đối phương, Barry không khỏi kinh ngạc. Ông là ai? Bộ phim siêu anh hùng The Flash đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Queen. Hẹn gặp lại các bạn ở các review tiếp theo.